Bên mình là có vợ làm thợ may đúng không? Anh thử ra là trước khi mình vào thì mình sẽ mở một cái project này lên này. Thì cái phần này nó mặc định nó vào đây thì mình sẽ mở cái này. Thì thấy là tức là cái thằng người này á, là khi mình cài đặt nó cũng giống như bên Bademax á, tức là muốn quay thì bấm cái phím Alt+Net với cái phím chuột giữa thì mình quay. Còn nếu mình dừa ban xung quanh thì là mình sẽ nắm cái chuột giữa thôi. Còn là cuộn tới cuộn lui thì là mình chỉ có nắm cái chuột giữa mình cuộn. Nên nó cũng dễ. Đó. Xoay xoay có ba cái đó thôi. Thì cái cách này nó dùng để làm cái vải rất là tốt. Ví dụ như này. Ví dụ mình muốn làm cái áo choàng bữa trước mà mình giống như là mình cần á, thì là cái hình bên này nó biểu hiện mình có thể thu to phóng nhỏ cũng giống thế. Di chuyển nhưng mà không xoay được nhé. Xoay thì không được bởi vì cái này nằm trên cái mặt khoảng 2D. Thì ở đây nó có một cái tính năng, tức là khi mình bấm vào đây nó có xuống hai cái polygon á. Tức là khi mình muốn vẽ vải trên cái này nhá thì mình sẽ bấm vào phần đây này. Đó. Cái phần này á, khi bấm xuống này nó sẽ chia làm ba cái tùy chọn cho mình mà có ba phím tắt. Ba cái phím tắt nhá. Nhớ cái này này. Đấy, thì khi mình bấm xuống sổ xuống thì có ba phím tắt H, S và E. Nếu muốn mà vẽ từng cái đường nào đó nó có tính chất là điều chỉnh được thì mình sẽ bấm vào chữ chữ H. Còn nếu mà một cái hình vuông không á, hình chữ nhật không thì bấm vào chữ S hoặc là chữ E là nó ra hình tròn. Ví dụ bây giờ mình muốn vẽ một cái áo choàng này chẳng hạn này. Cái áo choàng cái gì đó thì đầu tiên trước khi đi cái áo choàng mình sẽ làm một cái tấm bấm chỗ cái chữ S trước nhé, để tạo ra một cái tấm như này để mình hiểu được cái đây. Khi cái này tấm này tạo ra thì bên này nó cũng tạo. Mình sẽ thu nhỏ này lại chút và mình sẽ đưa nó qua này. Thế khi đó mình sẽ xoay nó lên như này. Cái này nó có tính chất tức là nó sẽ nhảy xuống cái áo này một cách nó phủ này bằng cái động tác, tức là mình bấm vào cái chỗ này này. Tức là mình sẽ bấm vào đây nhá. Thì cái vải này nó sẽ sũ xuống đây, nó tạo ra đúng cái hướng vải cho mình. Đó, bấm vào chỗ này này. Hoặc là bấm phím trống nhá. Phím phím dài á. Phím trống hoặc phím dài. Phím dài á. Thì mình sẽ bấm này, đó. Mình chọn mình bấm cái thì cái vải nó sẽ đổ xuống đây. Đó, nó đổ xuống đây nó tạo tạo cái nếp nhăn rồi tạo cái thứ cho mình, thì mình chỉ việc xuất cái này đem sang bên 3DMark thôi. Ví dụ bây giờ mình xuất cái này nhá. Mình tạo cái này mình bấm vào cái chọn nó nhá. Thế sau đó mình sẽ export nó ra này. Vào cái OBJ tức là cái select này, chọn cái thứ hai nhá. Bởi vì chọn cái này thì nó mới mới xuất cái phần mà mình đang chọn ra. Còn nếu không là nó sẽ xuất luôn cả cái phần mà cái thân người á. Đó, nếu không nó sẽ xuất luôn cả cái thằng này. Đó, thì sau khi mình ấy thì mình sẽ xuất được cái này ra, mình chọn nó bằng cái cách mình bấm vào nó này. Đó, thì sau đó mình sẽ xuất này. OBJ này, để chọn vào cái áo nhá. Đặt cái áo dài choàng. Ví dụ thế mình sẽ bấm vào mình xây. Đánh 01 đi cho nó nhanh. Bắt xe ở trong này. Thế sau đó có cái bảng này ra này, mình bấm OK này. Mình bấm OK nhé. Mình bấm OK xong thì mình sẽ vào cái phần ZBlock này. Mình đến cái phần mà vừa xây xong đó. Đây mình sẽ dùng cái import ở đây. Tờ tool này. Mình tạo sẵn cho nó một cái khối nào đó để tí nó thay thế cái này luôn thôi. Mình sẽ import cái này vào trong cái phần, tức là cái phần mình vừa giữ xong đấy. Đây 01 nằm đây. Đấy thì mình có ngay được cái tấm áo vải như này.
Đấy thì mình có thể mình nâng cái điểm nó lên chút là nó mịn. Đó, cái áo hoàn toàn giống hệt như này nhé. Thì mình có thể sang đây. Đây là cái đơn giản nhất nhé. Còn nếu muốn làm phức tạp, cái áo choàng nó có tính chất nó khác, thì mình có thể, thứ nhất mình có thể zoom to này lên này. Mình có thể kéo này, mình rũ rũ một cái, hoặc là xắn cái áo này lên này. Đó. Kéo này lên chút, lên xuống này, đó. Các thứ thì nó sẽ cho mình, ví dụ mình muốn ở cái mức độ nào, mình rũ rũ này cái thì mình bấm cái phím trống cái này. Đó, bấm phím trống nó sẽ dừng lại, mình xất nó lại thì cái áo nó sẽ đúng theo cái tình trạng này. Còn nếu mình muốn cho nó làm lại, bấm cái phím trống thì nó sẽ trả lại. Đó, hoặc là mình kéo này lên chút này. Rồi mình bấm phím trống lại này thì nó sẽ dừng ngay ở cái độ này cho mình. Đó, một tay xõa, tay buông gì đó là tùy. Đây là cái cách chỉnh để mình xuất ra nhé. Đây là cách đơn giản nhất này. Còn cách thứ hai, nếu mình muốn muốn làm theo cái hình thù gì đó, nó có tính chất nó phức tạp hơn á, thì về mình về cái phần 2D này, mình bấm cái đầu tiên này. Bấm cái phần đầu tiên tức là cái phần mà giống như là mình để mình chọn nó đó, chứ không có chỉnh sửa gì hết. Thì bấm vào đây thì mình sẽ xóa được cái này. Ví dụ mình xóa cái này đi này. Thì nó xóa cái này đi nhá. Thì bây giờ nếu muốn làm hai tấm đằng trước đằng sau để cho nó giống cái tấm áo của mình hơn, ví dụ như cái áo choàng như này. Ví dụ làm một cái tấm áo choàng nó giống như này chẳng hạn này. Đây ví dụ thế, thì mình phải có mảnh trước mảnh sau với phần nào để mình có thể mình chỉnh nó lại này. Thì mình có thể mình vào cái này, mình bấm cái phần polygon, có nghĩa là mình bấm vào đây này, mình bấm vào cái chữ H nhé, thì cái này nó mới cho mình chỉnh sửa được cái hình. Còn cái hình chữ nhật, chữ S là square đó, thì nó chỉ cho mình dựng cái ấy thôi. Bây giờ mình có thể mình bấm thứ nhất này, cái tay áo ở đây chẳng hạn, mình bấm thứ nhất này, mình kéo ra đây, tạo này, tạo xuống cái bằng nhau này. Và cái tay áo thì dài đúng không, tay áo thì dài này, cái phần này lên đây này, và cái thân thì nó hơi dài ra như này. Và mình sẽ bấm vào cái này, mình sẽ đưa vào và mình sẽ nối lại này. Như vậy nó sẽ tạo cho mình một tấm như này. Thì mình sẽ qua bên này mình thử xem là nó vừa chưa, nếu không mình sẽ chỉnh nó lại vào trong. Thế mình sẽ đưa sát vào đây chút. À, cái thứ hai mình sẽ nhân đôi cái này lên nhá. Bây giờ mình sẽ chọn lại cái phần đầu tiên này, là nó sẽ đang chọn này, và mình sẽ Ctrl C và Ctrl V nhá, thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái áo khác nằm đây. Mình đưa lên và đừng có để gần đây, tí nữa mình chọn khó mình sẽ để sang cạnh hay cái gì đó tùy mình, thì lập tức nó sẽ cho mình bên này một cái mới. Mình sẽ kéo lại đây và mình sẽ đưa cái này sang phía sau, mình sẽ quay cái này và mình sẽ đưa nó thành ra phía sau này đó, và mình sẽ đưa nó trở lại vào cái vị trí mà. Và bây giờ mình sẽ đưa coi thử xem là hai cái phần này nó như thế nào. Đó, mình sẽ quay nó lại đúng cái vị trí này, mình sẽ đưa sát vào đây. Đến đây thì dễ rồi đúng không? Đến đây là mình nó có thêm một cái bước nữa giống giống lúc nãy, khác hơn lúc nãy. Có nghĩa là mình sẽ khâu hai cái áo này lại với nhau này. Khâu hai cái đường này do cái cổ này nó hơi bị lớn đúng không? Thì mình sẽ thêm điểm vào hai cái này để mình gắn cái cổ, mình chừa cái cổ ra. Mình thêm điểm bằng cái nút này này. Cái nút này nhé, nó nằm hết ở trên này đây. Nút nào mà có này nó gọi là cái nút thêm điểm này. Tức là có một dấu chéo nằm ở giữa. Thì mình sẽ thêm điểm bằng cái cách là mình sẽ bấm vào cái phần thêm này. Mình tạo ra hai cái đường cổ nó này. Ở bên này mình cũng làm thế. Đó, để tí nữa mình sẽ lấy cái đường bên này mình gà, mình khâu xong này, bên này sang này, và cái này vào đây, và cái phần dưới vào phía dưới, và cái thân với nhau. Bây giờ mình khâu bên này nhá, mình sẽ qua bên này. À, bây giờ là có một cái nút để ở thứ hai nằm máy khâu đây này. Cái nút thứ hai là cái nút sew đó. À, set man sew này. Đây này, cái nút thứ hai này nhá, nhớ này. À, sau này qua video có làm tuần tự này, nút thứ hai nhé, nó gọi là segment sew, mình bấm vào đây. Thế bây giờ mình sẽ dí vào đâu thì mình đưa qua nào nó sẽ may cái phần đó vào. Nhớ cái dấu thanh, dấu điểm nó nằm 1/4 của cái thanh này này. Bấm vào đây, bấm chuột trái đây nhá, bấm chuột trái, sau đó đưa sang bên này, bấm một cái
thì nó sẽ may cho mình một cái đường bên này, thấy chưa? Rồi sau đó bấm vào cái phần này cái này, đưa sang bên phía sau này, đừng có bấm chéo nhá, bấm chéo nó sẽ gây chéo này, đó, nó đưa chéo là mình sẽ làm lại, bấm bên này và vào bên này thì nó sẽ may song song cho mình. Sau đó mình sẽ quay sang bên này, mình cũng làm y như thế, bấm cái này phía bên trái thì cũng bấm cái này phía bên trái, và cái này phía đầu trái thì cũng bấm vào đầu trái, đó, hai cái nhau. Cái phần thân dưới á, mình có thể mình may hoặc là không may cũng được, nhưng mà mình may thử nhá, nó cũng giống nhau thôi. Mình may cái phần bên này nhá, mình làm, mình quay làm sao mình có thể nhìn được cái phần phía dưới này. Mình bấm đây và mình sẽ đưa sang này, mình bấm này, nó sẽ may, đó, may cho mình này. Ở bên này cũng thế, mình bấm vào cái phần bên này, mình sẽ đưa sang đây, mình bấm may này. Đấy, bây giờ có thể là may tấm ở đây sang bên này, đó, và may cái tấm ở bên này qua bên đây, đó. Như vậy mình may xong cả bốn phía, chỉ chưa cái cổ thôi, đúng không? Giờ mình sẽ bấm phím trống nhá, hoặc là bấm vào đây, mình bấm phím trống hoặc bấm vào đây đều giống nhau cả, đó, nó có cái space, tức là cái phím trống đó, mình bấm này, đó. Như vậy là bây giờ nó có cái này, cái phần trên này mình chưa may vào, thành thử ra mình sẽ bấm Ctrl Z mình ấy lại, mình thử xem là cái phần này đã đưa vào được chưa, nó chưa đưa sát thì mình đưa sát vô nhá. Ví dụ mình sẽ bấm vào cái phần chỗ này này, cái này là để chọn phía bên này, mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ bấm đưa nó vào sát bên này, và cái tấm ở đây mình cũng sẽ chọn nó, mình đưa nó sát vào. Đừng có sát quá nó sẽ bị lòi cái thịt ra đó. Bây giờ mình sẽ đưa sang bên này chút để cho nó khỏi bị. Mình đưa vào chính giữa nhé, mình quay đưa vào cái chính giữa. Để mình chọn tấm này mình đưa qua chút cho nó. Rồi mình bấm phím chống lại nhé. Đó thì bây giờ nó sẽ sát vào trong cái áo. Giờ mình có một cái áo nó giống như cái này. Đấy, sau này sau khi xong xuôi đó, thì khi cái này nó còn đang sáng này, tắt cái này đi là mình sẽ không chỉnh được cái vải nhé, mà mình phải bấm vào đây, bấm vào đây nó còn đang sáng, đang vàng á, thì mình sẽ kéo nó lên, đó, mình kéo nó lên một chút như thế nào đó, để tạo cái nếp nhăn. Còn cái tấm vải mình xả nó xuống luôn á, thì nó nếp nhăn nhiều hơn. Còn cái này nó gọi là cái may cái áo, mình có thể mình, đó, mình sẽ ra được cái tấm vải áo này, nó có những cái nếp nhăn phụ sau sam kia, mình sẽ làm những cái nếp nhăn khác. Còn trường hợp mà muốn xóa nó đi thì mình sẽ lại sang bên này, mình bấm chọn này, mình bấm vào đây này, mình sẽ kéo này này, đó, mình sẽ xóa dần từng cái đi, đó. Còn nếu mình muốn lấy phía bên kia thì đầu tiên là mình sẽ bấm vào cái avatar này, mình delete on hết đi nhá, thì nó sẽ biến hết này. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần Zero để mình xuất cái này sang bên kia chẳng hạn, ví dụ thế. Cái này là mình cũng bấm cái này. Bây giờ mình sẽ vào một cái phần, tức là cái thân người mà ví dụ như mình đang tạo ra một cái thân nào đó, ví dụ cô gái này đi. Mình sẽ lấy cái này nhá. Giờ sub tool này mình sẽ xóa cái áo này đi cho nó, xóa này. Rồi mình cộng hết mấy cái này lại cho nó dễ này. Đúp đi cây. À không phải, quên. Xóa đi cho lại đúp đi cây. Xóa này. Rồi lấy cái này cộng mực. Tức là mình sẽ cộng trên cộng xuống để cho nó thành cái cơ thể nó tương đối, nó thống nhất đi. Rồi cái tóc này mình tắt nó đi. Nhớ nhá. Thế sau đó còn lại cái này thì có một số động tác nữa là mình phải xóa, tức là trong cái laser, bởi vì lấy trong này ra nó có cái phần laser thì mình sẽ không làm được những cái động tác khác, mình xóa đi. Đó, xong xuôi hết rồi. Còn cái của mình làm thì không bị cái này nhá. Bây giờ mình sẽ làm, thứ nhất mình làm cái váy. Làm cái váy á thì mình sẽ cắt cái thân người này đi, mình đúp đi cây nó lên. Rồi mình kéo này xuống để cho nó dễ khỏi lộn này. Bây giờ đầu tiên là mình phải set cái kích thước của cái thân này trước đã. À, nguyện nhớ là cái bên này là làm cái vải và quần áo, mình thử ra là kích thước của nó hoàn toàn là chính xác nhé. Cái mặc định của nó là nó khi cài đặt thì cái mặc định của nó sẽ là cái cm. Đây này, cái phần view control thì cái
cái cm nhé, để mặc định của nó là cái cm chứ không cài đặt gì cả. Thì sau khi xong cái này thì bên kia mình cũng phải đặt cái lượng là cm, ví dụ như là vào cái kích thước nằm cái gì plug in á. Đây mình sẽ vào cái gì plug in, mình tìm đến cái scale master nhé, nhớ cái scale master này. Nhớ cái phần này nhé. Thế sau khi vào đây rồi mình sẽ set cái kích thước của nó giống như bữa trước mình bày cái bài 2 và 3 đó. Tức là set này. Rồi mình sẽ chọn cái cm nằm dưới cùng như này. Tức là số nó bao nhiêu thì sẽ là cm bấy nhiêu. Và sau đó cái độ cao của nó là 1m8 này, cái chiều cao y á. Ở đây nó cho mình sẵn là thước 8. Nếu là thân người thì ở trong cái ZBrush nó cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi. Cái bọn tây cao lắm, mình thử ra thước 8 là chuẩn, là đấy mình cứ lấy theo chuẩn này nhá. Sau đó mình sẽ bấm vào cái chuyển về resize sub tool, tức là mình sẽ bấm vào cái phần phía dưới này này là để chuyển cái này nó về cái độ cao chuẩn của bên kia. Thế sau khi mình chuyển xong rồi á, mình bấm resize rồi đó thì mình sẽ về lại cái phần này, thì bây giờ cái này nó đã đổi cho mình thành thước 8 rồi đây. Cái thân này này, bây giờ mình sẽ nhân nó ra thành hai cái, để một cái mình làm áo choàng, cái làm váy chẳng hạn, ví dụ thế. À, cái thứ nhất mình sẽ làm cái váy thử nhá, nữ mà. Cái váy này mình sẽ cắt cái phần eo nó đi, từ eo trở lên mình bấm Ctrl Shift này về cái trim cover này. Mình sẽ bấm đến chỗ này, mình bấm Add 2 lần, An 2 lần cắt này. 2 lần này. Đó, bây giờ nó sẽ cắt đi, mình sẽ bỏ hai cái này không dùng. Thì mình sẽ chọn cái này. Tức là cái này nó đang cắt, mình cho lôi lên trên đi. Đây, cái này là cái hông nhá. Mình sẽ làm cái vải trùm lên trên này, hai cái tấm 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 vải để làm cái váy trong váy ngoài, mình sẽ làm cho Nguyện thấy nhá. Bây giờ mình sẽ xuất cái này, xuất cái này sang bên kia bằng cái cách là xuất Auger này, export này. Đó. Thì ở đây mình sẽ mình chỗ nào là mình cứ cứ làm trước đi nhá, mình tìm cái chỗ folder trong cái bài học á, mình sẽ làm đó. Thì ở đây là cái thân có cái hông, thì mình sẽ bấm nó vào đây, mình sẽ lưu nó lại. Đó. Bắt đầu mình sang bên này, mình sẽ vào cái file, mình mở đến cái phần avatar nhé. Nhớ này, từ cái open này không có mở cái project nữa, mà mở xuống cái phần avatar này. Đó, mở vào cái này thì nó mới ra cái của mình, còn cái trên là cái mặc định, mình không cần nhá, mình không cần cái này nữa. Bắt đầu mình vào cái open này, avatar này, và mình đến cái phần thân hông mà mình vừa mới mới ấy vô đấy, còn tất cả mọi thứ để nguyên nhá. Mình để bấm một cái ok thì nó sẽ cho mình một cái khối mình vào. Bây giờ mình rất là đơn giản, mình chỉ có việc tạo cái vải thôi. Bây giờ mình sẽ bấm vào bên này, mình sẽ tạo cái miếng vải nào đó, có thể là đa giác hay là cái gì đó, thì mình bấm vào cái chữ H hoặc là hình tròn hay cái gì đó, mình có thể bấm chữ vuông hay cái gì, có thể là gì nữa không. Đó, mình sẽ tạo ra được cái miếng như này. Mình sẽ để bắt đầu mình quay qua bên này, mình sẽ chọn cái tấm này đúng không? Mình sẽ đưa đưa cái này lên, đúng, bấm vào đây vội nhá, bấm đây nó sẽ đổ hết xuống đó. Đó, mình sẽ đưa lên trên này và mình quay bốn bên xem nó có đều chưa. Bên này chưa đều thì mình đưa qua. Và quay xong này. Bên này hơi thiếu, đưa này. Và đằng trước thì hình như là hơi ngắn hơn cái gì đó, là mình bắt đầu mình sẽ đổ nhá. Đó, nó sẽ tạo ra cái váy bên bên ngoài, bên trong trước này, mình sẽ làm cái váy ngoài phía đây. Thì mình lại sẽ, nếu thấy ở đây nó hơi bị dài quá thì mình có thể bấm vào đây mình giảm kích thước nó lại một chút, tức là giảm cái độ dài này. Đó, thì cái này nó cũng sẽ nâng lên. Giảm cái này chút và giảm bên này chút này. Đó thì nó sẽ ngắn lại, mà mình bấm cái phím dài cái nó sẽ lấy lại kích thước cho mình nhá. Bây giờ mình sẽ dùng một cái váy khác ở bên ngoài. Đó, mình sẽ bấm vào cái này, mình lôi xuống và mình sẽ vẽ một cái khác nằm nó nhỏ hơn này. Muốn vẽ thì lại vào đây bấm cái phần này. Tạo cái khối tròn đi, tạo cái váy tròn. Còn nếu không mình copy cái này lại. Thấy chưa? Mình copy cái này lại, mình có thể mình sau đó mình giảm bớt nó đi. Ctrl C, Ctrl V này. Nó mình đưa ra bên bên ngoài này. Mình thu nhỏ lại chút, mình đưa bên ngoài, mình bấm mình tạo cái thứ hai. Cái ngoài thì mình sẽ cho nó nhỏ hơn đúng không? Mình sẽ cho nó nhỏ lại này.
bởi vì cái tấm bên ngoài nó ngắn hơn mà. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây, mình lôi nó xuống. Cái này không được rồi, cái này là nó đang ở cái tình trạng là copy của cái này. Thì thôi mình sẽ xóa đi, mình tạo cái mới đi. Bấm vào cái này, mình bấm vào hình tròn đi, cái ellipse này. Mình tạo cái khối mà nhỏ hơn bên ngoài. Đó, nó sẽ tạo cho mình cái khối này. Giờ mình sẽ về đây, mình lại tiếp tục mình đưa nó vào đây và lặn lộn lên nhé. Quay qua này và sẽ bận bỏ vào đây, đưa đây. Bắt đầu khi mình kiểm tra tất cả đều hết rồi thì mình sẽ bấm phím trống nhé. Đó, nó tạo ra cái váy bên ngoài đó. Thế sau khi xong xuôi rồi á thì mình sẽ xuất cái, mình chọn cả hai cái luôn, tức là khi mình bấm vào đây này thì mình bấm cái shift, mình sẽ chọn cả hai cái luôn nhá, chứ đừng có bấm vào đây nữa. Bấm đây thì nó chỉ cho chọn từng cái một thôi đó. Sau đó mình sẽ tắt cái này đi đó. Bây giờ mình sẽ xuất nó sang hai cái khối này qua bên kia bằng cái cách, tức là mình vào file export này, cái obj select nhá, chọn hai cái này và bấm vào đây là cái số 02. Còn không thì mình sẽ về lại cái phần mà lúc nãy mình đã lưu cái này đây, cho nó là cái váy áo này, cái váy đôi đó. Mình sẽ xây nó lại này. Mình sẽ xây nó lại đi, xây nó lại, đây là 02. Tí nữa mình sẽ nói vì sao nó hỏi như này. Đó, mình sẽ bấm OK nhé. Rồi, thế sau đó mình sẽ sang bên này, cái ZBrush này, mình sẽ nhập cái, mình chuyển cái Cylinder, mình sẽ import với nhá, import nó vào cái phần, cái này mình đang lưu ở chỗ này, đây 02 đây. Thì bây giờ nó có một cái váy, tức là cái váy 02 nằm đây, là đống giống y hệt cái váy nãy mình tạo bên kia. Giờ mình sẽ đưa cái người trở lại nhé. Mình sẽ về cái phần phần người này này. Mình sẽ chèn cái áo này vào. Insert này. Chọn cái này nhé. Chọn cái thân hay chọn gì cũng được. Mình insert cái này vào thì mình sẽ chọn đến cái phần áo mình vừa nhập đây này, 02 này. Thì bây giờ cái phần 02 nó sẽ nằm đây. Mình sẽ mở cái thân lên nhé, thân lớn lên này, mở một cái thân lớn lên đó. Thì bây giờ mình sẽ thấy rằng cái áo nó nằm ở đây tạo cái váy cho mình, không, cái váy này mình có thể mình divider nó lên một cái đó. Đấy, như vậy là cái vải mình có thể mình làm bên kia xong mình đưa sang này, cách rất là tiện nhé. Còn nếu mà muốn tìm hiểu sâu thêm thì mình có thể mình lên trên kia mình tìm. Thế sau đó mình có thể làm cái áo choàng khác nó ra ngoài phía cái này bằng cái cách là mình sẽ nhập toàn bộ cái thân. Ví dụ mình sẽ xuất cái thân này này, xuất toàn cái thân này đi, mình cắt cái đầu đi thôi. Tắt cái này đi nhá. Mình sẽ cắt cái đầu này. Và bây giờ mình sẽ đưa cái này sang bên kia, mình sẽ tạo ra được một cái tấm vải choàng hẳn cái này, giống như cái tấm lúc nãy mà mình để cái toàn thân á. Mình sẽ đưa sang kia mình làm một tấm thôi, nó sẽ choàng hết cái này. Đó, nguyện nghiên cứu cái này thử xem nhé. À, mình dừng cái chương trình mà cái Matplotlib Design, tí nữa mình sẽ cài đặt cho, tí nữa mình sẽ lấy cái bắt buộc của cái ID của cái ấy là mình sẽ cài cho bên mình nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái bài mới ở đây. Cái bài 10 á thì là có một số cái tính chất nó như thế này. Nó nói chung là nó cũng liên quan đến cái phần của mình. Đầu tiên là mình nhắc lại một cái cách về cái well, các library này nhá. Mình sẽ reset lại cái này. Và mình mở đến một cái khoan, mình quên mình nói lại cái phần mà vì sao mà cái thằng này nó lại đòi sang cái bên kia đã. Bây giờ mình sẽ tắt đi, mình mở lại này, mình bật lại nhé. À, thì sau khi mình vào á
vào đây này, thì mình làm ngay nhá, mình không cần phải vào cái project mở đây nữa. Nếu mở đây thì nó sẽ đòi sang bên cái xây chỗ khác, nó không cho mình xây. Thì mình vào đây mình mở ngay cái avatar luôn, mình mở cái avatar, mình tìm đến cái thân cổ này, cái mà cái cổ lúc nãy mình vừa mới làm xong á, mình bấm ok luôn. Bấm vào đây thì nó sẽ cho mình một cái ấy, mình sẽ bấm vào cái mũi tên này, để mình bấm vào cái này, mình đưa nó lên trên cái phần trên này đó. Thì sau đó mình sẽ mở cái vải bên này, mình sẽ tạo một cái miếng vải ở đây luôn, thì nó sẽ không cho mình hỏi mình phải bắt xây đi lung tung đâu nữa. Đây mình có thể bỏ cái tấm vải đây, mình chuyển nó sang bên này này, mình sẽ đưa nó lên trên này luôn, mình chuyển nó qua chút. Và bây giờ mình sẽ đi sang từng phía một. Cái tấm này nó to quá đúng không? Thì mình là về cái phần này này, về phần đầu để mình cho nó nhỏ lại chút. Mình có thể chỉnh nó lại được sau khi mình tạo ra. Đó thì mình sẽ đưa nó, hoặc là áo sống như đó, mình có thể chỉnh được kích thước của nó. Đó. Đó mình bấm kia kiểm tra xem thử rồi đều hết rồi phải không? Mình sẽ bấm cái phím trống nhá. Đó, như vậy mình có được một cái áo như này. Thì khi mình chọn, đang chọn bấm vào đây này, tắt cái này đi. Và mình đang chọn cái áo đó, mình bấm cái áo đó, đang chọn thì mình sẽ xuất nó export. Thì bây giờ chọn cái select này. Thì bây giờ nó sẽ không, mình muốn chọn đâu thì nó sẽ đưa về cái đó. Cái này mình sẽ để là 02. Ví dụ thế, mình save này. Cái này là cái mình sẽ đưa cái folder khác nhé. Ví dụ mình cái folder của mình đang dùng nó đang bị cái mặc định của cái, rồi mình đưa cái khác này. Mình sẽ chuyển sang cái khác chỗ nào đó mình có thể mình xây được, mình nhớ. Ví dụ mình setup này, mình vào mà một cái file nào đó mình mở một cái new folder mới nhá. Đây, mở cái new folder trong ổ E chẳng hạn, mình mở ra mình bấm chữ 01. Sau đó mình sẽ bấm một cái save. Và bây giờ nó cho mình save, cái nào không được thì mình nhớ save lại cái chỗ khác. Miễn là chỗ nào đó mình nhớ được thì bây giờ nó sẽ cho mình vào save cái chỗ mà không, chỗ E này. Và vào cái phần mà mình vừa mới mở đây thì nó sẽ nằm ở đây. Đó. New folder. Và nó sẽ xây cho mình cái 01 và cả cái vật liệu đây nữa. Thì mình sẽ nhập cái này vào theo cái virus. Đó, cái này nhớ nhá, khi mình xây nó hỏi thì mình có thể mình dẫn đến cái chỗ nào đó nó đồng cho xây, nhưng mà phải nhớ cái đường dẫn để mình copy cái đó lại. Tí nữa mình sẽ làm cho bên Nguyện xong. Mình tắt cái này đi đã nhé. Đây, thì mình cũng nhập ở bên kia cái khối rất là tùy nhá. Thế sau đó mình sẽ làm cái dạng nó giống như này. Đầu tiên là mình sẽ dùng cái rectangle cho nó nhanh. Tức là mình cũng làm một cái khối hình chữ nhật mà nhỏ thôi. Thì mình sẽ phải chia thêm những cái cạnh nó nằm ở phía trong này. Mình cho nó dài ra cũng được. Ví dụ như này. Mình bấm vào cái này mình tắt thì mình vẽ lại cái khác cho nó đủ kích thước nhé. Đó. Ví dụ là cái váy, cái áo thì nó gấp đôi người này. Bây giờ mình sẽ vào đây mình đưa nó vào trước đi. Mình đi quay quanh cái này xem vừa nhé. Hơi quay đằng trước xem nó thẳng chưa. Ví dụ thế là thẳng chính diện rồi này. Thì mình cho nó cái nhé. Đó. Giờ mình sẽ đi từ cái này rồi mình làm cái thắt lưng mình bao quanh cái này dịt nó lại. Ở đây mình sẽ nhớ này, đầu tiên là mình sẽ vào cái phần thứ hai đây nhá, phần thứ hai này này, để mình chỉnh sửa được cái các cạnh các đồ các thứ đấy. Thì khi bấm vào đây thì mình chỉ chọn được từng cạnh một này, thậm chí là chọn được cả điểm một này, từng điểm một để mình có thể di chuyển đồ các thứ đấy. Thì đầu tiên mình chọn cái cạnh này này, mình kích phải này nhá, rồi mình chọn đến cái offset nha, internet line này, ở cái dòng thứ thứ ba đó, thứ tư thứ năm để tính là 1 2 3 4 5, tức là chọn cái dòng dòng này, tức là nó sẽ tạo ra những cái cạnh ở phía trong đó, còn cái này nó tạo ra cạnh phía ngoài, mình không chọn cái này nhé.
Sau đó mình sẽ bấm vào cái này, mình chọn, mình kích phải ra, mình chọn đến cái dòng đó. Nhớ là offset at internal line, tức là nó là sẽ tạo những cái cạnh nằm trong. Bây giờ như này, mình muốn bốn cạnh ở trong này để làm có hai cái cạnh này để mình nối hai cạnh kia làm thành cái thắt lưng đó. Mình sẽ tạo thành bốn cạnh phía trong nhé. Đó, rồi mình sẽ bấm cái này lên, lên dần sẽ thấy rằng cái cạnh bắt đầu nó chạy này. Bấm cái số này này. Tức là mình đánh, mình sẽ bấm chuột vào trong mấy cái tam giác này này. Bấm 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 vào đây nó sẽ lên một cái này, nó sẽ chảy dài ra. Đây bấm này, 1, 2, 3, 4. Bao giờ mà thấy đều thì thôi. Tức là chia đều cái này ra. 4 cạnh, 1, 2, 3, 4 rồi. Thế sau đó mình bấm OK nhé. À, thì giờ mình sẽ nhìn thấy được bốn cái cạnh nằm trên này. Thì giờ cái thắt lưng nó nằm ở đâu thì mình sẽ đưa nó về cái vị trí đó. Bằng cái cách tức là mình bấm ra ngoài cái này, xong mình sẽ chọn từng cái một, mình đẩy này. Cái này là ở phía sau thì mình chọn cái này là ở phía trước đi. Thì cái này phải đưa xuống đúng không? Thì tức là phải đưa sát về cái phần phía dưới này. Đó, thấy nó chạy dưới chưa? Đến ngang ngang eo này thôi. Còn phía dưới này là mình cho đẩy lên, cho bằng bằng cái dây thắt lưng đó. Ví dụ thắt lưng cỡ cỡ nào thì mình đẩy nó vừa 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 bằng đó. Đó, tìm mãi hôm qua giờ mới ra được cái này, này. Giờ tiếp tục mình quay ra sau, mình đỉnh chỉnh cho nó bằng với cái này nhé. Ví dụ cái điểm này á, cái ở phía này thì là mình phải cho xuống một chút đúng không? Cho nó xuống chút này. Đó, nó xuống rồi. Cái này là phải đưa sát vào đây này. Đó, đó, đưa sát thì đưa sát là có giống như là đưa xuống đó. Đó, hai cái này tương đối được, đưa này lên chút này. Đó, thế bây giờ mình sẽ làm một cái giải nhá. Một cái giải ở phía trên này sẽ làm cái đằng trước này. Tức là làm dây lưng đó. Mình cho ngắn ngắn thôi để tí mình cột, mình may nó lại thì nó sẽ túm lại. Đây, thì mình tìm thử xem nó nằm đâu, mình đưa ra trước. Đây, mình đưa nó xuống này, đưa ra trước nhá. Không biết cái mặt nào trước, mặt nào sau, ở đâu trước, sau mình sẽ tìm. Để xem thử cái này là trước hay sau nhé. Cái này là sau vào. Này sau, thế thì cái trước đây mình phải đưa ra xuống dưới. Mình bấm vào cái phần bên này, mình di chuyển nó xuống dưới này. Đó. Di chuyển tí để mình cột với cái này cho dễ. Bây giờ mình sẽ tạo cái thứ hai nhé. Bấm vào đây, mình tạo cái dây thứ hai nằm đây. Này chắc mặt sau. Rồi mặt sau mình sẽ đưa ra phía sau. Đó. Phóng to chút này. Cho thấy nhé. Đó, bây giờ mình sẽ khâu cái đường này với đường này, và khâu đường này với cái đường này, và sau đó là khâu hai cái mép của hai cái này với nhau. Đó, cái nhiệm vụ của mình bây giờ là thế. Giờ mình sẽ qua này may cho nó dễ này. Giờ mình sẽ bấm vào cái phần may nằm ở đây này. Bên này. To to ra chút. Phần trước với trước, sau sau. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây. Đưa sang bên này là nó nằm chéo hay gì, là hình như nó nằm chéo ngược nhá. Ví dụ mình bấm đây thì mình đưa sang này là nó bị chéo này. Mình nhìn phía bên này nhá. Đó, chọn cái này mà được thì mình bấm là đều này, chứ còn thấy chéo xuôi là coi như là vứt nhá. Mình bấm tiếp cái này. Cái này ở đầu ở đây thì mình, cái đầu nằm phía bên này, mình sẽ đưa vào đây. Chéo, đúng rồi này. Đó. Rồi mình sẽ ra phía sau nhá. Cái thằng này phải đưa ra chút, không có tí là ăn vào áo. Đó. Mình đưa ra phía sau này. Giờ mình sẽ bấm vào cái may, bấm vào cái trước cái này. Đưa ra phía sau xem này là bên trên kia là thuận rồi. Bên này nhìn thấy nó thành hình côn là được rồi nhá. Bên này bấm vào đây. Bấm vào đây được rồi này. Thế bây giờ còn may của hai cái mặt bên này với bên kia nữa. Đó, cái mặt bên này với bên này khâu với nhau hai cái giải đó. Mình phóng to ra chút nhá. Này hơi bị nhỏ. Rồi mình bấm vào đây này. Đưa sang này mà thấy nó không biết đưa trên đưa dưới, nếu mà bấm mà nó bị xéo thì mình Ctrl Z mình làm lại, làm sao để nhìn nó rõ rõ này. Cái này này rồi, giờ mình bấm cái phím trống nhé.
Đó, bây giờ nó kéo lại cho mình, may dạng nó giờ nó kéo thành cái dây cho mình luôn. Đó, bây giờ rõ cách làm chưa? Nếu không rõ mình coi video mình quay lại nhé. Cái này nó cũng dễ, sau đó mình sẽ xuất sang bên kia này. Export này. Cái nào mình đang chọn bây giờ nó là có cả tất cả hai cái này luôn nhé. Mình sẽ chọn cái nào, mình sẽ chọn hết cả hai cái này luôn này. Đó, sau đó mình sẽ export select này. Rồi mình bấm vào cái này nhé. Đó. Bây giờ để ý xem là cái cm nó phải bấm đây, còn nếu thấy mm thì phải bấm trả lại nhé. Còn không sang kia nhỏ xíu mất công thì zoom tới zoom lui. Vào ZBrush thì dễ rồi, nó zoom được, chứ còn sang này khó làm. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần ZBrush này, mình vào cái phần thân này, rồi mình xóa cái áo này đi nào.